vị và các bạn đến với chương trình bản tin thông tin đối ngoại của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Đẩy mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội với Trung Quốc Campuchia Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt lịch sĩ hy sinh tại Campuchia phát triển du lịch vùng biên. Phóng sự đổi thay ở các khu dân cư biên giới. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước. Hiện nay, Tây Ninh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đánh thức các tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội trong những năm gần đây tỉnh tây ninh đã chủ động kết nối liên vùng phát triển hạ tầng giao thông đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp tích cực cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư để thu hút giới doanh nhân mời gọi doanh nghiệp về địa phương Đặc biệt, hiện nay, tỉnh đang trong quá trình thực hiện liên kết vùng mạnh mẽ, toàn diện hơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, phát triển nhanh và bền vững, nhất là sau khi có nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, tỉnh có tổng vốn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt trên 9.252 tỷ đồng và hơn 515 triệu đô la Mỹ. Trong đó, các khu công nghiệp của tỉnh như khu công nghiệp Phước Đông, khu công nghiệp Chà Là có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư mới cũng như tăng thêm vốn. Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế xã hội với các tỉnh giáp biên thuộc phương quốc Campuchia, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác với chính quyền các tỉnh giáp biên Svairin, Vareven, Tbongkermum thuộc vương quốc Campuchia. Thực hiện phương châm láng diện tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, trong thời gian qua tây ninh luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị phương tiện kỹ thuật cho công tác quản lý kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng cho người phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới hai bên đã tăng cường phối hợp hợp tác trong việc nâng cấp các cửa khẩu xúc tiến thương mại và xây dựng chợ kiểu mẫu chợ biên giới qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại dịch vụ ở khu vực biên giới hai nước tăng trưởng nhanh và mạnh Đặc biệt, từ năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với tỉnh Raven tham mưu cho chính phủ hai nước thực hiện nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam Miên Chây lên cửa khẩu quốc tế, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế dùng biên, nâng cao đời sống của cư dân khu vực biên giới. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh và lực lượng vũ trang các tỉnh Sveirin, và Sponkermum đã thực hiện chặt chẽ công tác quản lý biên giới, qua đó kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng hai nước Việt Nam và Campuchia đã tăng cường triển khai công tác tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm dọc theo đường vành đai biên giới và đấu tranh có hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đặc biệt thông qua nhiều chương trình hợp tác các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh tây ninh và các lực lượng vũ trang của tỉnh bạn giáp biên thuộc vương quốc campuchia thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ tăng cường các hoạt động tổ chức giao lưu kết nghĩa tuần tra chung kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các vụ việc gây phức tạp về trật tự xã hội ở khu vực biên giới đều được thông báo cho nhau và phối hợp giải quyết kịp thời ngay ở cơ sở, không để xảy ra căng thẳng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Thực hiện quyết định số 1.237 ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm quy tập hài cốt địa sĩ trong những năm qua, ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, ban chỉ đạo 515 tỉnh luôn duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại, thường xuyên phối hợp trao đổi với chính quyền ban chuyên trách quân đội Hoàng gia Campuchia về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương lập kế hoạch khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định. Chỉ tính trong giai đoạn 22 mùa khô 2022-2023, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã nhận và xử lý hơn 500 thông tin về hài cốt liệt sĩ, trong đó đội K70, K71 đã tổ chức tìm kiếm quy tập được 142 bộ hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh thuộc Dương quốc Campuchia. Với đường biên giới dài gần 240 km, giáp ba tỉnh của Vương quốc Campuchia, Tây Ninh được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển cho du lịch vùng biên, với điểm nhấn là vương quốc gia Lò Cò Sa Mát. Năm 2019, Vườn quốc gia lò gò Samat đã được công nhận là vườn di sản ASEAN. Qua đó, nơi này đã trở thành một trong 10 vườn di sản ASEAN của cả nước và là duy nhất ở Đông Nam Bộ. Đây còn là khu bảo tồn tự nhiên độc đáo ở Việt Nam với nhiều loại động thực vật phong phú đa dạng. Bên cạnh những giá trị về đa dạng sinh học, Vườn quốc gia lò gò Samat còn là di tích lịch sử nơi đây đã ghi dấu nhiều chứng tích quan trọng của thời kỳ kháng chiến chống mỹ như căn cứ chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam ban tuyên huấn trung ương cục miền nam thông tấn xã giải phóng đài phát thanh giải phóng và xưởng phim giải phóng với lợi thế đó huyện tân biên được tỉnh tây ninh đánh giá có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch ngoài ra tân biên còn có cửa khẩu quốc tế sa kết nối trực tiếp với các tỉnh của campuchia hay di tích lịch sử tháp chót mạc nghìn năm tuổi, các chùa Khmer độc đáo trải dọc khắp biên giới. Tất cả đang tạo ra nhiều thời cơ để ngành du lịch Tây Ninh chọn chiến lược đánh thức tiềm năng du lịch vùng biên. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương đưa dân ra vùng biên giới hải đảo sinh sống lập nghiệp là chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm an dân giữ nước, xây dựng thế trận lòng dân, chủ động bảo vệ tổ quốc. Đối với Tây Ninh, chủ trương này đã và đang được tỉnh thực hiện hiệu quả góp phần thay đổi diện mạo vùng biên. Tại làng thanh niên lập nghiệp ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, một khu dân cư được hình thành từ năm 2008, thuộc dự án đưa thanh niên lên dụng biên giới lập nghiệp của tỉnh đoàn Tây Ninh. Từ một vùng đất biên giới hoang sơ, sau hơn 10 năm đưa chân lên sinh sống, điều dễ dàng nhận thấy là sự đổi thay rõ nét, các cơ sở hạ tầng như đường giao thông được mở rộng, điện thắp sáng đến từng hộ gia đình, những ngôi nhà được xây kiên cố, điều đó chứng minh cho cuộc sống nơi đây đang từng ngày đổi thai, phát triển. Tôi lên đây ở lập nghiệp là vào năm 2011. thì lúc đó lên đây là đường xá đi lại rất là khó khăn ổ gà ổ vô nếu mà gặp trời mưa thì lại là sình mà nắng thì bụi từ ngày mà được nhà nước hỗ trợ làm cái đường thường tra này lại thì cái đường xá đi lại bà con là rất là dễ dàng rồi nông hàng cả hàng nông sản thì cũng là dễ hơn hồi xưa gấp mấy lần. Dự án làm thanh niên lập nghiệp này đã thành lập cách đây hơn 10 năm. Thì qua qua 10 năm anh em đến đây ở thì cuộc sống của anh em thay đổi rất là nhiều. Thay đổi về cái nơi ăn chúng ở, thay đổi về nếp sống và thay đổi về cái kiến trúc xung quanh của cái khu làng thanh niên này. Thì hiện giờ là trải một cái màu xanh của của hoa màu và cái màu xanh À, của mã áo thanh niên tình nguyện đó là một sự thay đổi rất lớn cái thay đổi thứ hai là cái đời sống kinh tế của các hộ dân trong làng này thì hiện nay là rất là nhiều hộ hộ khá và hộ giàu còn tại khu dân cư Chàng Triệt thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, một trong ba khu dân cư thuộc đề án bố trí sắp xếp ổn định ba khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012, gọi tắt là đề án 407. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, hạ tầng giao thông, trạm y tế, trường học tại nơi đây được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, phục vụ hiệu quả cho đời sống dân sinh. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế, người dân đã nghiên cứu để tìm ra các loại cây trồng phù hợp với mảnh đất này. Hồi đó lên đây là quả Mỹ không? giờ cây cối ăn trái, không? giờ đủ thứ loại cây ăn trái. Dừa cũng có, mít cũng có, xoài cũng có, rồi ổi cũng có, đu đủ cũng có, thứ gì cũng có. Bà con lên đây được nhận đất, đề án của bảy á, thời gian đầu thì chỉ cái trồng mía, trồng mì thôi, chưa có biết về khoa học kỹ thuật. Sau đó được cái hội nông dân xã với huyện rồi lên tiên truyền, rồi à, hướng dẫn người ta, bà con nông dân mình á, là, là, chuyển đổi cái cấu cây trồng. Thì từ cái chuyển đổi y trồng đến năm nay thì à, nó có nguồn thu nhập rất là khá, có hộ là hàng năm có thể thu tới gần 1 tỷ. Không chỉ làng thanh niên lập nghiệp và khu dân cư tràn riệt, hiện nay ở tất cả những khu dân cư biên giới của tỉnh Tây Ninh, cuộc sống của người dân đang ngày một phát triển ổn định. Điều này đã góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực dự biên giới tỉnh Tây Ninh hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. thưa quý vị và các bạn nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thông tin đối ngoại kỳ này của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt